Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết đam mỹ tiên hiệp Ma đạo tổ sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu tại kênh YouTube kể chuyện đêm khuya. Chương 61: Phong tà nhất. A! À! Vương Linh Kiều hét lên bật dậy khỏi giường. Ôn Triều đang ngồi đọc thư ở bàn, lật bàn một cái, bực mình nói: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại gào cái quỳ gì vậy?" Vương Linh Kiều chưa hoàn hồn mà thở hổn hển vài hớp nói: "Ta, ta mơ thấy cái thằng họ Ngụy kia." Ta lại mơ thấy hắn." Ôn Triều nói, "Hắn ta bị ném vào loạn táng cương cũng hơn 3 tháng rồi, sao mà ngươi vẫn còn mơ thấy hắn, ngươi còn mơ đến mấy lần?" Vương Linh Kiều nói, "Ta, ta cũng không biết tại sao gần đây luôn mơ thấy hắn." Ôn Triều vốn đã đọc thư đến tâm phiền ý loạn, không rảnh mà đến với ả, càng không có lòng dạ nào xoa dịu ả như trước kia, sốt ruột nói, "Vậy ngươi đừng ngủ nữa." Ả à xuống giường nhào tới bên bàn Ôn Triều nói, Ôn công tử, ta, ta ngày càng thấy sợ. Ta nghĩ có phải khi đó chúng ta đã phạm sai lầm lớn không? Hắn bị ném vào trong loạn táng cương, có thể nào không chết không ha? Hắn có thể nào? Gân xanh nơi thái dương ôn chiều co giật không ngừng, nói Làm sao được? Môn ta trước từng phái bao nhiêu nhóm tu sĩ đi quét sạch loạn táng cương, có nhóm nào trở về chưa? Hắn bị ném vào trong chỉ e bây giờ xác đã giữa đến thôi um rồi. Vương Linh Kiều nói Chết rồi cũng rất đáng sợ, nếu như hắn thực sự như hắn nói đó hóa thành lệ quỷ quay về tìm chúng ta à nói vậy hai người đều nhớ lại hôm ấy khuôn mặt ngụy anh lúc rơi xuống kể biểu tình đó không hẹn mà cùng dùng mình một cái ôn triều lập tức phản bác chết rồi cũng không thể được người chết ở loạn táng cương hồn phách cũng sẽ bị giam cầm ở đó người đừng có tự hù dọa mình không thấy ta đang phiền não sao hắn vò thư bao trong tay thành một cục ném ra ngoài giọng oán giận nói Xạ nhật chi chinh cái quái gì Muốn bắn rơi mặt trời ư Hoang tưởng Vương Linh Kiều đứng dậy cẩn thận rót cho hắn chén trà Đắn đo mấy lời toan hót một hồi Trong lòng rồi mới nói giọng nịnh nọt Ôn công tử Mấy nhà bọn họ cũng chỉ có thể cản rỡ một thời gian thôi Ôn tông chủ nhất định là Có thể lập tức Ôn chiều quát Người câm miệng Ngươi thì biết cái gì Cút ra ngoài Đừng có làm phiền đến ta Vương Linh Kiều trong lòng vừa uất ức vừa có chút oán hận, đặt chén trà xuống sửa sang lại tóc với Sa Y, bày ra vẻ thảo mai tươi cười đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, à buông nụ cười trên mặt xuống, mở viên giấy trong tay ra. Lúc nãy khi đi ra, à đã lặng lẽ nhặt lá thư ôn chiều ném đi kia, muốn xem xem cuối cùng là tin tức gì mà khiến hắn nổi giận như vậy. À không biết nhiều chữ lắm, lật qua lật lại xem một lát, cuối cùng cũng đoán ra phong thư này viết trường tử của tông chủ ôn gia đại ca của ôn triều là ôn húc bị một trong mấy gia chủ cầm đầu gây loạn một đao chặt đầu còn bị đóng cọc thị uy trước trận địa vương linh kiều ngây người cô tô lam thị bị đốt vân mộng thì bị diệt còn vô số gia tộc lớn bé khác bị chèn ép đồ kiểu kêu la phản kháng không phải là không có nhưng tới giờ mấy lời phản kháng đều nhanh chóng bị kỳ sơn ôn thị chấn áp vì vậy ba tháng trước kim nhiếp lam giang Bốn nhà kết đồng minh cầm đầu gây loạn, dựng lên cờ hiệu, xạ nhật chi trinh gì đó, bọn họ đều chẳng để tâm. Khi ấy, ôn tông Trù bén lên tiếng. Trong bốn nhà này, Lan Lan Kim Thị là cây cỏ đầu tường, trước mắt thấy các nhà lòng đầy căm phẫn, đi trinh phạt gì đó, hắn cũng tham gia theo một phần, nhưng nếu liên tiếp thất bại sẽ nhanh chóng hiểu ra mình tự rước khổ vào thân. Rồi không chừng lại phải lập tức về ôm đùi ôn ra, kêu cha gọi mẹ, Giang chủ thanh hà nhiếp thị hữu dũng vô mưu, cứng quá, dễ gáy, không đủ sức dài lâu. Không cần người khác động thủ, sớm muộn gì cũng phải chết trên tay người nhà. Cô Tô Lam Thị bị đốt sạch, không còn manh giáp. Lam Hy Thần di rời tàng thư các rồi trở về kế vị gia chủ. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu bối không vánh nổi việc lớn gì. Buồn cười nhất là vân mộng Giang Thị, cả nhà chết giáo, tan tác, chỉ còn sót lại một Giang Trừng tuổi nhỏ bằng Lam Hy Thần. Một thằng oát con chưa dứt sữa, không có thủ hạ, còn dám tự xưng gia chủ, dương cờ trinh phạt, một bên trinh phạt, một bên kêu gọi môn sinh tới. Nói ngắn gọn tám chữ, không ra hồn, không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ người đứng về phía ôn ra, đều coi trận xạ nhật chi trinh này như một hồi tiếu lâm. Ai ngờ, sau 3 tháng, tình thế lại hoàn toàn không tiến triển theo chiều hướng như bọn họ nghĩ. Nhiều chỗ trọng yếu, dạng như Hà Giang, Vân Mộng, thất thủ, bị đoạt mất thì thôi đi. Giờ đây thậm chí cả trường tử của ôn tông chủ cũng bị người ta chém đầu. Kỳ Sơn ôn thị chẳng lẽ thực sự số mệnh đã tận. Vương Linh Kiều ở trên hành lang lo sợ bất an một hồi, tâm thần bất ổn mà trở lại phòng mình, mi mắt vẫn không ngừng nháy loạn. À một tay xoa mắt, một tay đè trước ngực suy nghĩ đường lui cho bản thân. À theo bên người ôn chiều tính ra cũng gần nửa năm. Nửa năm đã là thời điểm cực hạn để ôn chiều từ yêu thích chuyển sang chán ghét một người phụ nữ ả à vốn tưởng rằng mình không giống người khác là có thể trụ vững đến cuối. thế nhưng gần đây biểu hiện càng ngày càng sốt ruột của ôn triều đã nói cho ả à hay, ả à và phụ nữ khác cũng chẳng có gì khác biệt cả. vương linh kiều cắn môi suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống lôi một cái dương nhỏ từ trong gầm giường ra. cây hòm này chính là tài vật và bảo khí ả à cướp đoạt được khi theo bên người ôn triều trong nửa năm qua. tài vật có thể tiêu dùng, bảo khí có thể phòng thân tuy rằng không cam lòng thế nhưng ngày này rốt cuộc đã tới ả à định kiểm lại một chút xem mình có bao nhiêu hàng tích chữ móc một cái chìa nhỏ từ trong thắt lưng ra vừa mở khóa vừa cào nhỏ thằng tiện nam chó tinh phì mỡ nhà ngươi sớm muộn gì cũng phải chết bà đây khỏi phải hầu hạ ngươi bà còn sướng muốn chết này ngươi nhanh chết đi a à. ả à bỗng ngã ngồi trên mặt đất mới rồi khi ả à mở dương ra thấy thứ bên trong không có bảo vật ả à yêu thích chỉ có một đứa nhỏ trắng bạch co quắp trong gương. Vương Linh Kiều sợ đến thảm thiết kêu la liên tục, chân dãy rủa không ngừng lùi về phía sau. Cái dương này ả luôn khóa, chỉ có một cái chìa ả mang theo bên người, làm sao lại có thể có một đứa bé bên trong. Cả tháng rồi ả không mở đến một lần, nếu có một đứa trẻ giấu bên trong, sao mà ả lại không biết? Đứa bé này cũng làm thế nào mà sống được? Cây dương bị ả đá lăn lóc, miệng dương lật ngược xuống, đáy dương quay về phía ả, mãi cũng chẳng có động tính gì vương Linh kiều hai chân run lập cập bò dậy từ dưới đất muốn đến gần nhìn cái nữa nhưng lại không dám nghĩ thầm có quỷ có quỷ tu vi ả à cực kém có quỷ cũng không đối phó được chợt nghĩ ra chỗ này là trại giám sát ngoài đại môn và bên ngoài mỗi phòng đều dán phù triện nếu có quỷ phù triện nhất định cũng bảo vệ được ả à vội xông ra ngoài xé tấm phù triện ngoài phòng dán lên ngực có phù triện chắn trước ngực ả à như uống một viên an thần gión rén đi vào phòng tìm một cây xào treo quần áo từ xa xa dùng nó lật cái dương lại rất ngay ngắn bên trong là đống bảo bối kia của ả à, hoàn toàn chẳng có đứa trẻ nào vương linh kiều thở phào nhẹ nhõm cầm xào treo ngồi xổm xuống đang định bắt đầu kiềm kê chợt phát hiện dưới gầm giường có hai đốm sáng trắng trắng là một đôi mắt có một đứa bé trắng bạch nằm sấp dưới gầm giường đang mặt đối mặt với ả à. Đây là lần thứ ba trong đêm nay Ôn Triều nghe thấy tiếng hét chói tai của Vương Linh Kiều Cơn bực tức trong lòng càng tăng quát Còn tiện nhân ngu xuẩn Hơi tí là sợ Còn mẹ nó không để ông đây bớt phiền chút sao Nếu không phải mấy ngày nay Tin báo tình hình chiến trận đều không có vẻ lạc quan Tạm thời không rảnh đi tìm chọn người đẹp Mấy sợ tìm phải thích khách Mấy gia tộc hỗn tạp kia phái tới Không minh bạch đáng tin Lại không thiếu được một người làm ấm giường Hắn đã sớm khiến à đàn bà này cút cho xa ôn triều quát lên người đâu làm cho nó câm miệng cho ta không người nào đáp trả ôn triều đã bay một cái ghế lửa giận còn bùng lên cao hơn các ngươi chết đâu hết rồi đột nhiên cửa phòng mở toang ôn triều nói ông đây bảo các ngươi đi làm con tiện nhân kia câm miệng không phải cho các ngươi vào hắn vừa quay đầu lại nửa câu sau liền mắc nghẹn trong cổ hắn thấy một người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa phòng hắn người đàn bà này mũi siêu mắt vẹo, ngũ quan như bị người ta đánh nát rồi lại vá vào. Hai tròng mắt cũng nhìn đi hai hướng khác nhau. Mắt trái nhìn chằm chọc, chọc phía trên, mắt phải nhìn chằm chằm phía dưới, cả khuôn mặt vặn vẹo không ra hình thù. Ôn chiều gom hết dũng khí, mới từ kiện xa y có phần lõa lồ nhận ra ả. À. Kia là Vương Linh Kiều. Họng Vương Linh Kiều lào khảo ra tiếng, bước vài bước đến gần phía hắn, vươn tay. Cứu mạng, cứu mạng, cứu ta với. Ôn chiều gào lên một tiếng, rút bội kiếm mới của hắn ra, chém một nhát, cút, cút ngay. Vương Linh Kiều bị hắn một kiếm chém ngập vai, ngũ quan càng vặn vẹo hơn nữa, hét to. À, đau, à. Ôn chiều cả kiếm cũng không dám rút lui, đã lui về, nhặt ghế lên, ném về phía ả. Ghế phang trúng ả rồi gãy vụt. Vương Linh Kiều lung lay quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất như đang dập đầu với ai. Giọng lùng bùm nói, xin lỗi, xin lỗi, tha cho ta tha cho ta tha cho ta ả à vừa dập đầu vừa chảy máu tươi ra từ thất khiếu cửa bị ả à chặn lại ôn triều không cách nào xông ra đành phải đẩy tung cửa sổ tê tâm liệt phế gào lên ôn trục lưu ôn trục lưu vương linh kiều trên sàn đã nhặt một chân ghế lên điên cuồng nhét vào miệng mình vừa nhét vừa cười nói được 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 ta ăn ta ăn ha ta ăn vậy mà cái chân ghế cứ thế bị ả à nhồi vào cả khúc ôn chiều hồn phi phách tán đang định nhảy qua cửa sổ mà chạy bỗng phát hiện trong đình viện dưới ánh trăng phủ đầy mặt đất có đứng một bóng đen cùng lúc ấy Giang Trường đứng ở bìa rừng cảm thấy có người đến gần khẽ nâng tay người nọ một thân áo trắng buộc băng chán dài băng thả theo sau người theo bước chân nhẹ phất khuôn mặt trắng ngần như ngọc cực tuấn cực nhã dưới ánh trăng cả người bao phủ cả một quần sáng mờ ảo à. giang trừng lãnh đạm nói Làm nhị công tử làm vong cơ thần sắc nghiêm nghị gật đầu nói giang tông chủ hai người chào nhau xong thì không còn gì để nói mang theo tu sĩ mỗi nhà lặng lẽ ngự kiếm mà đi hai tháng trước lam thị song bích cùng giang trừng bất ngờ tập kích một trận đoạt lại tiên kiếm đệ tử các nhà bị bắt giao nộp từ trong giáo hoa ti của ôn triều vật trao chủ cũ tam độc tị trần lúc ấy mới trở về trong tay mỗi người họ đôi mắt nhàn nhạt, nhạt của lam vong cơ lướt qua một thanh kiếm khác bên hông giang trừng rồi lại chuyển hướng một lúc sau hắn nhìn thẳng phía trước hỏi ngụy anh không đến giang trừng liếc hắn một cái như thấy khó hiểu sau hắn tự dưng lại hỏi tới tên ngụy anh đáp không Hắn nhìn tùy tiện bên hông Nói Hắn về rồi nhất định sẽ tới tìm ta Đến thì ta trả kiếm lại cho hắn Không lâu sau Hai người mang theo một nhóm tu sĩ Đuổi tới trại giám sát ôn chiều Ẩn náu chuẩn bị đánh lén về đêm Còn chưa vào cửa Ánh mắt Lam Vong Cơ đã sững lại Còn giang trừng nhíu mày Âm khí bốn bề oán khí tràn lan Nhưng phủ triện hai bên đại môn Lại nguyên vẹn không hao tổn Giang Trừng hô tay ra hiệu Hắn dẫn các tu sĩ tản ra đến mai phục dưới tường còn hắn thì vung tam độc lên Kiếm khí đánh ra phá tung đại môn Trước khi vào cửa Ánh mắt Lam Phong Cơ đảo qua một cái Trên phù triện hai bên cổng Trong trại giám sát cảnh tượng thê thảm Không gì sánh nổi Trong đình viện đầy trên mặt đất đều là thi thể Hơn nữa không chỉ có đình viện Cả bụi hoa Hàng lan can gỗ thậm chí trên nóc nhà Đều chất đống xác người Tất cả những thi thể này đều mặc áo bào Viêm dương liệt nhật là môn sinh ôn ra giang chừng dùng tam độc lật một cái xác lại thấy trên khuôn mặt trắng bạch này phủ năm sáu vệt máu nói thất khiếu chảy máu làm vong cơ đứng bên kia nói bên này không phải giang chừng đi tới phát hiện cái xác kia hai mắt trợn trắng vẻ mặt khác hẳn khóe miệng chảy ra nước mật vàng vọt là bị tươi sống hù chết lúc này một gã môn sinh thủ hạ của hắn nói tông chủ xem kỹ rồi toàn bộ đều chết hết hơn nữa mỗi thi thể đều không cùng chết một kiểu Treo cổ, chết cháy, chết chìm, cắt cổ, vật nhọn đâm xuyên đầu chết. Giang Trừng nghe xong lành lạnh nói. Xem ra nhiệm vụ tối nay đã có thứ khác giúp chúng ta hoàn thành. Làm vòng cơ im lặng, không nói gì, đi trước vào phòng. Cửa phòng ôn chiều mở toang trong phòng chỉ còn lại một cái xác chết phụ nữ. Xác nữ này áo quần sơ sài, nửa khúc chân ghế nhồi trong miệng ả. À. Hẳn là vì muốn cưỡng ép nuốt màu chân này vào bụng mới tươi sống đâm chết chính mình. Giang Trừng lật cái xác nữ mặt vặn vẹo này lại, nhìn trong trọc một hồi, cười lạnh một tiếng. Cầm chân ghế, dồn sức nhồi một cái vào trong miệng ả, à, sống sưởng, đâm hết nửa khúc còn thừa ở ngoài vào bên trong. Hắn hoe mắt đứng dậy, đang muốn trò chuyện nhưng lại thấy Lam Vong Cơ đứng ở trước cửa nhíu mày suy tư. Hắn đi tới nhìn theo ánh mắt Lam Vong Cơ, chỉ thấy một cái phù triện nền vàng chữ đỏ dán trên cửa. Tấm phù triện này nhìn qua thì chẳng có gì không ổn. Nhưng nhìn kỹ lại chút liền phát hiện Có tí vi diệu khiến người ta không thoải mái làm Vong Cơ nói Nhiều hơn Cách vẽ phù triện chấn bạch bọn họ đã học thuộc lòng từ lâu Nhưng trong tấm phù triện chu sa dòng bay phượng múa này Nhiều hơn vài nét bút Chỉ vài nét bút này thôi Cũng cải biến chỉnh sửa văn hộ lá bùa Giờ nhìn lại Phù chú dán trên cửa này Trông như mặt người đang lành lạnh mà cười mỉm Không tìm thấy xác ôn triều và ôn trục lưu trong trại giám sát giang trường đoán bọn họ hẳn là bỏ chạy về hướng kỳ sơn lập tức rút khỏi chỗ chạy giám sát hoang tàn này ngự kiếm đuổi đánh lam phong cơ lại về cô tô một chuyến trước ngày thứ hai mới bắt kịp giang trường lam phong cơ lấy tờ phù chú lần trước ra nói tấm bùa này là bị đảo ngược giang trường nói đảo ngược đảo ngược thế nào lam phong cơ nói phù chú bình thường trừ tà bùa này chiêu tà giang trường hơi ngạc nhiên phù triện còn có thể chiêu tà chưa nghe qua bao giờ Lam Vong Cơ nói Quả thật chưa nghe qua bao giờ Nhưng trải qua kiểm nghiệm Nó thật sự có khả năng triệu âm tập sát Giang Trừng đón lấy lá bùa kia Xem xét tỉ mỉ nói Chỉ thêm chẳng qua là vài nét bút Liền chỉ ngược lại công hiệu phù chú à Cái này là nhân tạo sao Lam Vong Cơ nói Tổng cộng chỗ thêm là bốn nét Là vẽ bằng máu người Phù triện chấn trạch cả trại giám sát đều bị cải biến qua Đầu bút lông có xu hướng là cùng một người Giang Trường nói Vậy người này có thể là ai Cũng chưa từng nghe Có ai trong danh sĩ các nhà có thể làm loại chuyện này bao giờ Lập tức lại nói Nhưng mà bất kể hắn là ai Mục đích cũng như chúng ta là được Tàn sát ôn cậu Hai người theo tin báo Một đường lên phía bắc Đi qua vùng nào cũng nghe được tin Có quái thi chết thảm xuất hiện ở nơi đó Những xác chết này không nơi nào không phải tu sĩ ôn ra Mặc áo viêm dương liệt nhật Phẩm cấp đều rất cao Tu vi khá nhưng tất cả đều chết trong tình trạng thê thảm Cách chết đa dạng phong phú Lại cả đống người lộn xộn phơi thây cùng một chỗ Giang Trường nói Người nghĩ, nghĩ những người này cũng là người kia giết sao Làm vong cơ nói Tà khí rất nặng Đúng là cùng một người gây nên Giang Trường hử nói Ta trên đời này còn gì có thể tà hơn ôn cầu sao Đuổi tới đêm khuya ngày thứ tư Cuối cùng hai người tóm được dấu vết của ôn trục lưu Ở lân cận một trạm dịch phố núi hẻo lánh trạm dịch có hai tầng lầu bên lầu là tàu ngựa khi làm vong cơ và giang trường đuổi tới nơi vừa lúc thấy một thân ảnh đồ sộ vọt vào trong lầu khóa trái đại môn hai người kiên kỵ tu vi của ôn trục lưu không tiện đánh rắn động cỏ không theo vào cửa mà phi lên nóc nhà giang trừng cố nén thù hận cuồn cuộn trong ngực nghiến răng hết sức chăm chú qua khe ngói nhìn vào trong ôn trục lưu cả người bụi bặm mệt mỏi ôm một người trong tay bước đi chậm chạp lên lầu hai đặt người này ở bàn rồi lại chạy vội đến cửa sổ kéo hết rèm xuống che đến gió thổi không lọt lúc này mới quay lại bàn đốt đèn lên ngọn đèn leo lắt chiếu sáng mặt hắn vẫn âm lãnh tái nhợt như vậy dưới vành mắt đã có hai quầng thâm đen sì cạnh bàn là một người khác từ đầu đến chân bọc kín như bưng đến mặt cũng giấu trong áo choàng như một cái kén cực kỳ yếu ớt run lẩy bẩy trốn trong áo thở hồn hển chợt nói đừng đốt đèn nhỡ bị hắn tìm thấy thì sao làm vong cơ ngẩng đầu cùng Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau Trong mắt hai người đều là nghi vấn giống nhau Người này nhất định là ôn triều Nhưng giọng ôn triều sao lại thành ra thế này Vừa the thế vừa nhỏ hoàn toàn không giống ôn triều Ôn trục lưu cúi đầu tìm đồ trong tay áo nói Chẳng lẽ không đốt đèn thì hắn không tìm ra được sao Ôn triều hồn hển nói Chúng ta, chúng ta chạy xa như vậy Lâu như vậy hắn phải không bắt được chứ Ôn trục lưu hở hững nói may ra ôn triều cả giận nói may may ra cái gì chưa thoát được ngươi còn không chạy mau ôn trục lưu nói ngươi cần thuốc không thì chết chắc nói rồi hắn bỗng mở áo choàng ôn triều ra lúc ven áo lên hai người trên nóc nhà cùng thoáng ngây ngẩn dưới áo choàng không phải khuôn mặt kiêu ngạo ngang ngực tuấn tú nhưng có phần phì nộn của ôn triều mà là một cái đầu bóng lưỡng quấn đầy băng vải ôn trục lưu đều đặn lột một tầng lại một tầng băng vải da thịt kẻ chọc đầu kia cũng dần dần lộ ra. Trên gương mặt đó loang lổ vết bỏng và sẹo, đều khiến cả người hắn trông như bị luộc chín. Dữ tợn mà khó coi, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng trước kia của kẻ này. Ôn trục lưu lấy lọ thuốc ra, đầu tiên cho gã ăn vài viên thuốc, lại lấy thuốc mỡ, bôi loạn lên vết bỏng trên đầu mặt gã. Ôn chiều đau đến ô ô nấc nghẹn, nhưng ôn trục lưu nói, không được khóc, không nước mắt sẽ làm vết thương lở loét lại càng đau hơn. Ôn Triều đành cố nhịn nước mắt, cả khóc cũng không thể khóc. Cạnh đốm lửa chập chờn, một kẻ mặt bỏng đầu chọc, nhe ra hàm răng dạn nứt, miệng phát ra âm thanh mập mờ quái gở. Ánh lửa chập chờn ảm đạm vàng vọt. Cảnh tượng này thật khủng bố, không gì sánh nổi. Đang lúc ấy thì Ôn Triều thét lên một tiếng, nói: "Sáo, sáo, có phải sáo không? Ta nghe thấy hắn lại thổi sáo." Ôn Trục Lưu nói: "Không phải là tiếng gió thổi." Nhưng Ôn Triều đã sợ đến vừa ngã xuống đất vừa gào lên. Ôn Trục Lưu lại sốc hắn lên, xem ra chân Ôn Triều có vấn đề gì đó không tự đi lại được. Ôn Trục Lưu bôi thuốc cho gã xong, lấy trong ngực ra mấy cái bánh bao, đưa vào tay gã nói: "Ăn đi, ăn xong chạy tiếp." Ôn Triều lập cập cầm lên cắn một miếng. Thấy thế Giang Trường nhớ lại ngày ấy, hắn và Ngụy Vô Tiện chạy nạn cả một miếng lương khô, hai đứa cũng không có mà ăn. Tình cảnh giờ quả thật là báo ứng xác đáng lòng hắn khoan khoái giạt rào khóe miệng nhếch lên im lặng cười như điên đột nhiên ôn triều như cắn phải cái gì biểu lộ vẻ mặt vô cùng đáng sợ ném bánh bao đi thét to ta không ăn thịt ta không ăn ta không ăn không ăn thịt ôn trục lưu lại đưa cái nữa nói cái này không có thịt ôn triều nói ta muốn tìm cha ta khi nào mới có thể quay về chỗ cha ta ôn trục lưu nói theo tốc độ hiện nay còn hai ngày hắn nói vô cùng thành thật tuyệt đối không khoa trương không giả vờ thành thật như vậy lại khiến ôn triều vô cùng đau đớn khản giọng nói hai ngày hai ngày ngươi xem xem giờ dáng vẻ ta như thế nào đợi đến hai ngày nữa dáng vẻ ta sẽ ra sao đồ vô dụng ôn trục lưu đứng bật dậy ôn triều sợ đến co rụt lại nghĩ hắn muốn bỏ chạy một mình bỗng thấy sợ hãi tất cả hộ vệ đều chết thảm từng người một trước mặt gã chỉ có ôn trục lưu này là chỗ dựa cuối cùng của gã vội vàng đổi giọng. Không không không, ôn trục lưu ôn đại ca, ngươi đừng đi, ngươi không thể bỏ ta lại. Chỉ cần ngươi dẫn ta về bên cạnh cha ta, ta bảo hắn, thăng trước cho ngươi. Thành khách khanh thượng nhất đẳng, không không không, ngươi, ngươi đã cứu ta, ngươi chính là đại ca của ta. Ta bảo hắn nhận ngươi vào bổn tông, từ nay về sau, ngươi chính là đại ca của ta. Ôn trục lưu nhìn về phía thang gác, nói, không cần. Không chỉ mình hắn nghe thấy, Lam Phong Cơ và Giang Trường cũng nghe được. Từ thang gác chạm dịch bên kia vọng tới một tiếng lại một tiếng bước chân. Có người đang từng bước từng bước dẫm bậc thang đi lên lầu. Gương mặt bỏng loang lổ của ôn triều trong nháy mắt tụt hết huyết sắc vốn thừa thải. Hắn run rẩy vươn hai tay từ trong áo choàng ra, bưng kín mặt mình như thể sợ hãi quá độ, muốn bịt tai trộm chuông, nhờ che mắt mà bảo vệ bản thân. Mà bàn tay kia cũng lại cụt trụi lủi một ngón cũng không có. Cộp, cộp, cộp. Người kia chậm rãi đi lên Một thân áo đen dáng dấp thon dài Bên hông là một cây sáo Chắp tay mà đi Làm vòng cơ và giang trừng trên nóc nhà Đồng thời đặt tay lên chuôi kiếm Nhưng đến khi người kia thong thả mà lên lầu Mỉm cười quay đầu lại rồi Làm vòng cơ thấy được khuôn mặt Minh Tuấn kia Không tin nổi mà mở to hai mắt Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Đam Mỹ Tiên Hiệp Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc Hân Đồng Khứng Tại những tập tiếp theo trên kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya Chương 62 Phong Tả Nhị Môi làm vong cơ run rẩy, không tiếng động mấp máy hai tiếng Giang Trừng suýt nữa thì bật dậy ngay tại trận. Là Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng ngoài gương mặt đó ra, người này từ đầu đến chân chẳng giống Ngụy Vô Tiện trước kia chút nào. Ngụy Vô Tiện rõ ràng là một thiếu niên vẻ mặt phấn chấn, minh tuấn át người, khóe mắt đôi mày đều là ý cười, chẳng bao giờ chịu đi đứng cho tử tế. Mà người này quanh thân bao phủ không khí lạnh lùng u ám. Tuấn Mỹ nhưng nhợt nhạt, ý cười hàm chứa sự lạnh lẽo. Cảnh tượng trước mắt thật là ngoài dự tính hơn nữa tình hình trong phòng bất ổn không thể đánh rắn động cỏ hành động thiếu suy nghĩ dù hai người trên nóc nhà đều kinh ngạc vô cùng nhưng không tùy tiện xông vào chỉ đè đầu thấp xuống thấp hơn nữa sát vào khe ngói trong phòng ngụy vô tiện một thân đồ đen chậm chậm xoay người vẻ mặt ôn hỏa nói khéo qua đi lại gặp các ngươi rồi ôn chiều che mặt đã chỉ còn tiếng thều thào ôn trục lưu ôn trục lưu Nghe vậy, khóe miệng và mắt Ngụy Vô Tiện chậm rãi cong lên, nói: "Đã nhiều ngày như vậy mà ngươi vẫn tưởng gọi hắn có ích gì sao?" Hắn bước mấy bước qua bên này, chân đá phải một vật trắng bóc, cúi xuống liếc qua, chính là bánh bao nhân thịt ôn chiều vừa ném đi. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào? Kén ăn à?" Ôn chiều ngã xuống khỏi băng ghê. Gã vừa gào khóc thảm thiết, vừa dùng hai bàn tay không đủ 10 ngón bỏ lê trên đất theo đó kéo tuột áo choàng đen khỏi thân dưới để lộ cặp đùi gã. Hai cái đùi này như đồ trang trí thừa thái, treo dưới thân gã, cuốn đầy băng vải, mảnh khảnh, dị thường. Do cử động kịch liệt của gã, băng vải giữa đường kéo ra khe hở, lộ ra xương trắng còn dính đầy tơ máu cùng thịt vụn. Thịt trên đùi gã hẳn là đều bị dóc sống xuống. Tiếng hét chói tai của ôn triều vang vọng trong trạm dịch chống hoác. Ngụy vô tiện làm như không nghe thấy, khẽ phất vạt áo ngồi xuống một cái bàn khác. Lắc đầu nói Ngoài thịt ra thì đều không ăn nổi à Chân của mình ngon đến thế sao Nghe vậy trong mắt hai người trên nóc nhà Cùng thoáng chút ớn lạnh Vậy mà ngụy Vô Tiện lại bắt ôn chiều gặm đùi của chính gã Ngọn đèn thứ hai yếu ớt thắp lên Trước ngọn lửa vàng sáng sủa Mặt ngụy Vô Tiện nửa ngoài sáng nửa trong tối Tay hắn đang cầm thứ gì đó Buông xuống Một khuôn mặt trắng bạch hiện ra trong bóng tối dưới bàn Từ gầm bàn kia truyền đến âm thanh nhai nghiến kèn kẹt một đứa trẻ trắng toát ngồi xổm cạnh chân hắn như vừa mới làm thịt thú nhỏ đang gặm vật gì đó ngụy vô tiện đút cho xong xuôi ngụy vô tiện thu tay nhẹ nhẹ vỗ hai cái lên đám tóc lơ thơ trên đầu thằng quỷ nhỏ thằng nhỏ ngậm thứ hắn vừa đút cho xoay người ngồi cạnh chân hắn ôm cẳng chân hắn vừa hung dữ nhấm nháp trong miệng vừa dùng cặp mắt lạnh lẽo lập lòe nhìn chằm chằm ôn trục lưu thứ nó nhai trong miệng là hai ngón tay người khỏi nhiều lời nhất định là ngón tay ôn chiều làm vong cơ nhìn chằm chằm thằng quỷ nhỏ âm khí dày đặc kia Còn cả ngụy vô tiện Cũng âm khí dày đặc như vậy siết chặt chui kiếm tỷ trần Ngụy vô tiện cúi đầu Khiến không ai thấy được biểu cảm xa xăm Nói Triệu trục lưu Ngươi thực sự cho rằng có thể bảo vệ cái mạng chó này của hắn dưới tay ta sao Ôn trục lưu vẫn chắn trước người ôn triều Ngụy vô tiện cười lạnh một tiếng Thong thả ung dung sửa sang tay áo Nói Hay cho một con ôn cẩu trung thành tận tâm Hắn nhẹ giọng nói, triệu trục lưu, có phải ngươi vẫn khăng khăng nghĩ rằng ngươi là một người hào hiệp không đấy? Vì báo ơn trọng dụng của ôn nhược hàn đối với bọn chúng nói gì nghe nấy, không cần biết đúng sai. Chẳng, ngươi tốt quá đi. Ơn trọng dụng, ha. Bỗng ngữ điệu và nét mặt hắn đột ngột truyền nham hiểm, hung ác, lạnh lùng, nói Dựa vào cái gì ơn trọng dụng của ngươi mà lại bắt người khác đến trả đại giới? Lời còn chưa dứt tiếng ôn chiều thê lương kêu khóc lại truyền tới từ phía sau ôn trục lưu. Ôn chiều đã bò đến góc tường liều mạng chen vào giữa ván gỗ như cho rằng làm vậy có thể chen ra ngoài theo giữa kẽ hở. Nào ngờ một cây bóng đỏ đột nhiên rớt cái oành xuống từ trên trần nhà. Một người đàn bà tóc dài, mặc áo đỏ, sắc mặt xanh mét, nặng nề đè lên người gã. Người đàn bà này không biết đã leo lên trần nhà từ lúc nào mặt nàng bầm đen áo sống đỏ tươi cùng tóc dài đen kịt tạo thành từ sự đối lập gai mắt đáng sợ mười ngón nắm băng vải trên đầu ôn triều dồn sức xé toạc băng vải này là vừa nãy khi ôn trục lưu bôi thuốc cho ôn triều xong mới quấn lại lần nữa thuốc mỡ da và băng vải đang dính vào với nhau vốn da sau khi bị thương do lửa thiêu đốt thì vô cùng yếu bị xé mạnh một nhát như vậy trong chốc lát đã xé cả sẹo còn chưa băng lẫn da thịt vô cùng mỏng xuống cả môi cũng bị xé rớt, cái đầu chọc lồi lõm trong nháy mắt đã trở thành cái đầu chọc máu thịt lẫn lộn. ôn triều liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. giây phút nghe thấy gã gào thảm, ôn trục lưu vẫn y nguyên không nhúc nhích, nhưng làm phong cơ và giang trường chăm chú nhìn kỹ phát hiện mấy cái bóng như có như không bao phủ quanh hắn, bóng người mơ mơ hồ hồ mà lại vững vàng bám lên người hắn. ôn trục lưu vẫn không động đậy, không phải vì lãnh tĩnh mà vì đã cứng ngắc. Người đàn bà mặt mày tái xanh ném băng vải xuống đất như một con thú bốn chân, dùng cả tay chân mà bò qua chỗ ngụy vô tiện. Vừa nãy khi nàng xé ra xé thịt ôn chiều thì vẻ mặt dữ tợn, nhưng đến lúc tựa vào bên người ngụy vô tiện, khuôn mặt xanh sao dán lên đùi ngụy vô tiện, thế mà lại giống một ái thiếp kiều mị, đang nhu thuận, làm vui lòng chủ nhân, trong miệng còn phát ra tiếng cười khanh khách. Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng ngồi bên bàn, tư thế rất ung dung thư thái, tay phải đặt trên mái tóc mềm mại của nàng, từng chút từng chút chậm rãi vuốt ve. Hắn nói, đùa dẫn các ngươi chơi lâu như vậy, đến lúc kết thúc rồi. Đối với hai tên ôn cầu các ngươi, ta đã không còn hứng thú nữa. Nói rồi, Nguyễn Vô Tiện rút cây sáo kia từ bên hông ra. Đang định đưa sáo đến bên môi, bỗng nhiên có người từ trên nóc nhà nói, Người không có hứng thú, ta có. Một vẹt trường tiên tử quang uốn lượn phá ngói, xuống thẳng tắp cuốn quanh cổ ôn trục lưu, vun vút mà quấn đủ ba vòng trên cổ hắn, kéo mạnh lên. Thân thể cao to nặng nề của ôn trục lưu bị trường tiên điện quang này treo lên lơ lửng trên không trung. Lập tức trong cổ liền răng rác, vang lên tiếng khớp cổ gãy lìa. Hắn không chết ngay tức thì mà sắc mặt đỏ bừng lên cả người co giật ra sức dãy rủa không ngừng. Hai mắt trợn tròn, con ngươi gần như bung khỏi vành mắt. Thấy ánh từ điện, ngụy vô tiện con cây co rút xoay người bật dậy. Thằng quỷ nhỏ và người đàn bà xanh sao vốn nằm bên chân hắn, trong nháy mắt liền lui vào bóng tối hai bóng người một đen một trắng từ nóc nhà nhảy xuống đáp vào lầu hai chạm dịch cùng lúc đó ôn trục lưu bị từ điện xiết cổ cũng dần dần ngừng cựa quậy nguyễn vô tiện cầm cây sáo lặng lẽ rằng co với hai người trước mặt phía sau bọn họ là ôn trục lưu đã chết thống khổ đủ kiểu còn có cả ôn triều phế nhân giờ sống giờ chết ánh mắt nguyễn vô tiện lướt qua lướt lại giữa lam Phong cơ và giang trừng vậy mà ba người chẳng ai mở miệng trước lát sau giang trường vung tay một cái ném thứ đồ gì đó qua nguyễn vô tiện giơ tay bắt giang trường nói kiếm của ngươi tay nguyễn vô tiện chậm rãi hạ xuống hắn cúi đầu nhìn tùy tiện ngập ngừng một chút mới nói cảm ơn lại hồi lâu không nói năng gì bỗng giang trường bước tới trước một trường chụp lấy hắn nói thằng nhóc thối tha ba tháng nay ngươi đã chạy đi đâu trong câu mắng nhất này đều là mừng vui làm vòng cơ ánh mắt trước sau đều tập trung lên người Ngụy vô tiện, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tựa như nội tâm đang kịch liệt xung đột. Ngụy vô tiện lần này bị giang trường chụp, cả người sừng sốt, chốc lát sau cũng một trường chụp trở lại nói: ha, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Luồng khí âm lãnh mới rồi trên người hắn rốt cuộc thoáng cái, liền bị hai trường này phai nhạt đi không ít. Trong khoảnh khắc dường như lại quay trở về thiếu niên phấn chấn bay nhảy trước kia. Giang Trừng trong vui mừng có tức giận Dồn sức ôm hắn một lát rồi lại đẩy mạnh ra Nói Không phải đã nói rõ là gặp lại ở cái thôn rẻ rách dưới chân núi kia sao Ta chờ 5-6 ngày không thấy bóng dáng ngươi đâu Ba tháng này ta vừa bận chuyện trong nhà Vừa tìm ngươi bật vô âm tín Phình cả đầu Quý vô tiện phất vạt áo một cái Lại ngồi xuống cạnh bàn phẩy tay nói Nói hết thì một lời khó nói hết à Một đám ôn cẩu chộp được ta ở chỗ đó Đẩy đi lăn lộn ở cái chỗ quỷ quái Giang Trừng ngạc nhiên nói Chỗ quỷ quái nào cơ Ta đã hỏi qua Người chấn trên đều nói chưa từng gặp qua người như ngươi Ngụy Vô Tiện nói Ngươi hỏi người chấn trên hả Đều là thôn phu hương dã Chưa nhìn quen mặt ta Sợ sinh sự nhiều nên ai dám nói thật với ngươi chứ Dĩ nhiên đều nói chưa thấy qua ta Giang Trừng mắng một tiếng Một đám thường dân cổ lỗ sĩ Hắn lại hỏi tới Chỗ quỷ quái nào Kỳ Sơn à Bất dạ thiên thành à Vậy ngươi làm sao ra ngoài còn thành ra thế này Hai thứ vừa nãy là cái gì Thế mà lại chịu nghe lời ngươi Trước ta và Lam Nhị Công Tử nhận nhiệm vụ đánh lén ban đêm Vây giết ôn triều ôn trục lưu Rốt cuộc bị người giành trước Không nghĩ ra lại là ngươi Phủ chuyện kia cũng là ngươi sửa Ngụy vô tiện liếc mắt một cái Nhìn Lam Vong Cơ đang quan sát bọn họ Mỉm cười nói Không khác lắm đâu Ta nói phát hiện một huyệt động thần bí ở nơi quỷ quái Bên trong có bí tịch cao nhân lưu lại Sau đó liền trở thành thế này đi ra đại sát bốn phương người có tin không giang trường mắng người đọc nhiều tiểu thuyết hư cấu quá rồi trên đời nào có nhiều cao nhân như vậy khắp nơi đều có bí động bí tịch quý vô tiện khoanh tay nói người xem nói ngươi lại không tin sau có cơ hội sẽ chậm rãi kể cho ngươi đi giang trường thoáng liếc lam vong cơ ngầm hiểu chắc là không tiện nói trước mặt đệ tử ngoại tộc thu lại về mặt hớn hở nói cũng được sau hãng nói trở về là tốt rồi Ngụy Vô Tiện nói Ừ, trở về là tốt rồi Giang Trừng thì thào lặp lại mấy lần Trở về là tốt rồi Lại vỗ mạnh hắn một trưởng Người thật là bị ôn cầu bắt cũng không chết nổi Ngụy Vô Tiện đắc ý nói Thế cơ mà ta là ai chứ Giang Trừng nói Không chết cũng không về sớm một chút Ngụy Vô Tiện nói Không phải ta đây vừa mới ra tới sao Nghe thấy ngươi và sư tỷ đều khỏe Ngươi lại đang bắt tay vào trùng kiến văn mộng Giang Thị Liên minh tổ đội tham chiến 3 tháng nay Vất vả cho ngươi rồi Ta bèn trước tiên đi giết mấy con ôn cầu Giảm bớt chút gánh nặng cho ngươi Cống hiến chút đỉnh cho các đại thế gia Giang Trường nói Cất cái que kiếm cùn của ngươi đi này Ta cầm về cho ngươi xong Đèo 3 tháng Vẫn chờ ngươi mau về lấy Không muốn hàng ngày đeo hai kiếm Bị người ta hỏi lung tung nữa đâu Làm vong cơ lặng lặng đứng ở một bên Bỗng nhiên lên tiếng nói Dọc đường có phải là ngươi giết môn sinh ôn thị không? Nguyễn vô tiện nghiêng nghiêng đầu nói: Ta sao? xác thực Lam Phong Cơ đang hỏi hắn, hắn nói: đương nhiên là ta. Giang Trường nói: sao mỗi lần chỉ giết có một, mất công quá vậy? Nguyễn vô tiện thở ơ sửa sang tay áo nói: thú vị mà chơi chết chúng nó, từng bước từng bước mà giết cho bọn chúng, xem từng đau từng đau một chậm rãi chém, trực tiếp giết hết thì lợi cho bọn chúng quá. Ôn triều miễn bản ta còn chưa hành hạ hắn đủ đâu. Còn như triệu trục liêu kia Hắn chịu ơn ôn nhược hàn dẫn dắt Đổi họ gia nhập ôn gia Tuân lệnh bảo hộ con trai bảo bối của ôn nhược hàn Hắn cười lạnh nói Hắn muốn bảo vệ Ta càng muốn để cho hắn nhìn ôn triều trong tay Từng chút từng chút trở nên hoàn toàn thay đổi Từng phần từng phần trở nên người không ra người Quỷ không ra quỷ Nụ cười này ba phần âm lãnh Ba phần tàn nhẫn Ba phần vui sướng Làm vong cơ dành giọt thu hết ánh mắt hắn vào trong mắt Chậm rãi bước một bước về phía trước Nói Người dùng phương pháp gì điều khiển những vật âm sát kia Ngụy vô tiện liếc xéo hắn Độ cong nơi khóe miệng vụt hạ xuống Giang Trừng cũng nghe ra giọng điệu bất hòa Nói Làm nhị công tử ngươi hỏi câu này là có ý gì Lam phong cơ nhìn chằm chằm Ngụy vô tiện Nói Ngụy anh trả lời Ngụy vô tiện nhíu mày nói Xin hỏi ta không trả lời Đột nhiên hắn lách người né qua Tránh một cú chụp bất thình lình của Lam Vong Cơ Lùi lại ba bước nói Lam chạm Chúng ta vừa cử biệt tương phùng Ngươi lại động thủ bắt người Không tốt đâu nhé Làm phong cơ chẳng nói chẳng rằng Ra tay càng mau lẹ mất trật tự Quý vô tiện đẩy tay hắn ra nói Ta còn tưởng chúng ta hẳn cũng coi như là nửa bạn bè Ít nhất cũng tính là người quen Người như vậy có phải có phần tuyệt tình hay không Lam phong cơ nghiêm nghị Nói trả lời Giang Trừng ngăn lại giữa hai người bọn họ, nói Làm nhị công tử Ngụy Vô Tiện nói Được, ta trả lời, ta thuần dưỡng chúng. Lam Phong Cơ nói, thuần dưỡng như thế nào? Ngụy vô tiện chớp chớp mắt nói, thuần dưỡng như thế nào? Việc này trong chốc lát khó mà giải thích rõ ràng được. Nói vậy ngươi suy nghĩ chút đi. Thu giữ thuần dưỡng như thế nào? Không khác lắm so với đó. Trước tiên dùng nguyên thần áp chế chúng nó. Muốn cái gì thì lại cho cái đó. Lam Phong Cơ gắt gao tra hỏi, dùng người khác hay dùng chính ngươi? Ngụy vô tiện nói, cả hai. Làm vong cơ vượt qua giang trừng Hướng hắn đánh thẳng tới Ngụy vô tiện cầm sáo đỡ ngang phía trước Bày ra tư thế nghênh kích nói Quá đáng không cơ chứ Làm chạm ta đều hỏi gì đáp nấy Mà vẫn miễn bàn tình cảm thể diện như thế này sao Cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì Làm vong cơ gần từng chữ Theo ta quay về cô tô Nghe vậy Ngụy vô tiện và giang trừng đều ngần tỏ te Kinh ngạc trong chốc lát Ngụy vô tiện cười nói quay về cô tô với ngươi đến đó làm gì chợt hắn bỗng nhiên hiểu ra nói à ta quên mất lam khải nhân ghét nhất là loại tà ma ngoại đạo này ngươi là môn sinh tâm đắc của hắn dĩ nhiên cũng thế ha ta từ chối giang trường cảnh giác nhìn chằm chằm lam bong cơ nói làm nhị công tử lam thị gia phong bọn ta đều hiểu nhưng trước kia trong trận tàn sát đáy động huyền vũ núi mổ khê ngụy vô tiện từng có ân cứu mạng với ngươi còn có tình nghĩa cùng nhau hoạn nạn hôm nay ngươi không chút nể tình nể mặt đến nỗi muốn bắt hắn hỏi tội có phần không hợp tình hợp lý ngụy vô tiện nhìn hắn nói ghê gớm chưa màn xã giao này lời lẽ không tồi có phong phạm gia chủ đó lấy một trọi hai làm phong cơ nói không phải là ta muốn bắt hắn hỏi tội giang trường nói vậy ngươi bắt hắn về cô tô với ngươi làm gì làm nhị công tử giờ phút này chính là thời điểm cần gấp sức chiến đấu cô tô lam thị các ngươi không đồng tâm hiệp lực giết ôn cẩu lại đòi quan ngại một bộ giáo điều cũ kỹ chỉ trừng phạt người phe mình sao lam vong cơ nói tụ tập tà đạo không phải kế dài lâu nếu ngăn chặn muộn trong tương lai hậu quả khó lường ngụy vô tiện nói nói năng chính nghĩa lắm sao lại biết khó lường xin cứ yên tâm ta có ra sao đi nữa cũng chắc chắn sẽ không khó lường như ôn cầu vậy đâu lam vong cơ rằn rỗi nói đạo này hại thân thể càng hại tâm tính ngụy vô tiện nói hại hay không hại bao nhiêu ta rõ ràng nhất còn tâm tính à hắn vặn ngược lại tâm tính ta tột cùng như thế nào ngươi có hiểu tí gì đâu làm vong cơ giật mình thoát cái cả giận nói ngụy vô tiện ngụy vô tiện cũng bực mình nói làm vong cơ ngươi nhất định phải làm khó ta tại bước ngoặt của xạ nhật chi trinh sao muốn ta chịu để cô tô lam thị các ngươi giam giữ à ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không phản kháng sao lệ khí bỗng trong lúc đó dâng tràn lên khắp mặt Khớp tay Lam Phong Cơ đặt trên chuôi kiếm tỷ trần trắng bạch Giang Trừng lạnh lùng nói Lam nhị công tử Đừng trách người ta lại ăn nói không khách khí Cho dù muốn truy cứu Quý vô tiện cũng không phải người nhà các ngươi Giờ ôn loạn còn chưa trừ Ai nấy ốc còn không mang nổi mình ốc Tay cô tô làm thị Cũng đừng có vươn quá dài Quý vô tiện thả lòng nét mặt nói Không sai Miễn giết đúng ôn cầu là được Sao phải quản ta giết thế nào chứ Làm chạm ta biết Ngươi nhìn ta luôn không vừa mắt nhưng lúc này ngươi cũng đừng xoắn suýt ta tà hay không bận tâm ta chính trực hay bất chính nữa lam vong cơ nói ta cũng không lời còn chưa dứt ôn triều trong góc phòng giật giật ngụy vô tiện với giang chừng liếc nhau không hẹn mà cùng vòng qua lam vong cơ vòng qua xác ôn trục lưu bị từ điện treo lơ lửng dừng lại trước cái đầu chọc lóc đầm đìa máu của ôn triều ôn triều chậm rãi mở mắt ngắc ngoài vừa mở mắt liền thấy hai khuôn mặt đang từ trên nhìn xuống hắn Hai khuôn mặt này trẻ tuổi như nhau, quen mắt như nhau, đều đã từng bày ra vẻ mặt tuyệt vọng hoặc thống khổ, hoặc oán giận, khắc cốt ghi tâm trước mặt gã. Mà giây phút này mặt bọn họ trên cao nhìn xuống cũng như nhau, lạnh lùng cười khẩy giống nhau, mắt lóe hàn quang. Gã gào cũng không gào, trốn cũng không trốn, ngây ngây dại dại mà giơ hai bàn tay không đủ mười ngón của mình lên bắt đầu chảy dãi. ngụy Vô Tiện xách áo choàng gã lên, đá gã thành tư thế quỳ xuống, hướng về phía Vân Mộng xương thịt cọ sát vào nhau khiến ôn triều phát ra tiếng kêu đau a à a à, thảm thiết trong trạm dịch trống rỗng đặc biệt trói tai giang trường nói giọng hắn sao lại the thé vậy ngụy vô tiện nói mất cái gì đấy nên the thé như vậy giang trường nói người cắt à ngụy vô tiện nói nghĩ vậy mà thấy có chút buồn nôn dĩ nhiên không phải ta cắt là đàn bà hắn nuôi kia phát rồ cắn Làm vòng cơ vẫn đứng sau lưng bọn họ chăm chú nhìn bên này Ngụy vô tiện bỗng nhớ ra sự tồn tại của hắn Quay lại mỉm cười nói Làm nhị công tử Màn kế tiếp có lẽ không quá thích hợp cho người quan sát Mời lánh đi một lát nhé Giang Trừng cũng khách khí Mà xa cách nói Không sai Làm nhị công tử Một nhánh ôn triều ôn trục lưu đã bị diệt toàn bộ Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành Cũng nên mỗi người một ngả Đây là gia thủ tự oán Mời tránh đi Khoảnh khắc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chạm mắt nhau, Ngụy Vô Tiện điềm nhiên như không, thu mắt trước, quay người lại đưa lưng về phía hắn. Làm Phong Cơ xoay người xuống lầu. Hắn ra khỏi trạm dịch đứng canh ở cửa một lúc lâu, nhưng trước sau vẫn không rời đi. Màn đêm tĩnh lặng bị tiếng gào thét của ôn triều đâm thủng, Làm Phong Cơ ngẩng đầu. Bạch Y cùng băng chán phần phật mà bay trong gió lạnh. Đêm tối đã qua, mặt trời trên cao cũng sắp mọc lên, mà mặt trời trên đất sẽ rơi xuống. các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Đam Mỹ Tiên Hiệp, Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc hương Đồng Khứ tại những tập tiếp theo trên kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 63 Ôn Nhu Chợt Nguyễn Võ Tiện thấp giọng lầm bầm một tiếng. Lam Trạm hắn vươn tay vụt bắt được một bên tay áo lam vong cơ lam vong cơ vẫn canh giữ bên người hắn mới vừa đang định đứng lên lại bị hắn túm được lập tức cúi người nhẹ giọng nói ta ở đây nhưng nguyễn vô tiện vẫn chưa tỉnh lại mắt vẫn nhắm nghiền tay lại túm hắn không buông dường như đang nằm mơ thì thầm ngươi ngươi đừng giận lam vong cơ ngần người ôn nhu nói ta không giận nguyễn vô tiện nói ừ nghe được một câu như thế hắn giống như đã yên tâm ngón tay buông lơi lam vong cơ ngồi bên cạnh hắn một lúc thấy hắn lại không cửa quậy định đứng dậy lần nữa ai ngờ tay bên kia của ngụy vô tiện lại mạnh mẽ nắm lấy hắn ôm lấy cánh tay hắn không rời đi hô ta đi với ngươi mau mang ta về nhà ngươi đi lam vong cơ mở to mắt kêu câu này xong ngụy vô tiện vẻ như đã đánh thức chính mình lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt từ mơ mơ hồ hồ đến hoàn toàn tỉnh táo, bỗng phát hiện hai tay mình ôm Lam Phong Cơ như ôm cọng dâm khúc gỗ cứu mạng. Hắn lập tức rụt tay về, thiếu chút nữa là lăn lông lốc ra, cử động quá lớn làm đụng đến vết thương trên bụng, nhăn mặt ai một cái, lúc này mới nhớ ra trên người còn có vết thương. Giữa đám sao vàng năm cánh bung xòe, Kim Lăng, Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Giang Phong Miên, Ngô Phu Nhân, vô vàn khuôn mặt thay nhau lượn vòng trước mắt hắn. Làm Vong cơ đè hắn lại nói Vết thương trên bụng Ngụy vô tiện nói Vết thương không có việc gì không đau lắm đâu Hắn vén quần áo lên nhìn Bụng đã được băng bó kỹ càng xong xuôi Thật ra cử động đã không có trở ngại gì Đừng kịch liệt quá là được Hắn nói Cơ thể này vẫn chẳng tốt Chọc một cái đã không chịu nổi Làm vong cơ hở hững nói Con là cơ thể ai bị đâm một nhát Cũng không chịu nổi Ngụy vô tiện nói Không hẳn là vậy nếu đổi lại là cơ thể ta trước kia lòi nửa khúc ruột cũng có thể tự nhét vào quay lại chiến tiếp 300 trận nhìn hắn vừa tỉnh lại đã bắt đầu nói vớ nói phẩn làm vòng cơ lắc đầu quay mặt đi chỗ khác ngụy vô tiện tưởng hắn muốn bỏ đi vội nói làm chạm làm chạm đừng ta nói hưu nói vượn ta không tốt ngươi đừng ngó lơ ta làm vòng cơ nói ngươi còn sợ người ta phất lờ ngươi sao ngụy vô tiện nói sợ chứ sợ chứ đã lâu rồi hắn không được hưởng thụ cái cảm giác tỉnh lại sau khi bị thương mà có người canh gác bên cạnh. Làm vòng cơ bên hông sánh đôi hai thanh kiếm. Tháo tùy tiện xuống đưa cho hắn. Kiếm của ngươi. Ngụy vô tiện nói. Cảm ơn. Cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra. Trên kiếm phong sáng trong phản chiếu đôi mắt hắn. Ngụy vô tiện lại tra tùy tiện vào vỏ lần nữa. Nói. Có thật là nó tự động phong kiếm không? Làm vòng cơ cũng cầm chuôi tùy tiện rút ra không nhúc nhích tí nào. Ngụy Vô Tiện thở dài, sờ sờ thân kiếm thầm nghĩ, ta biết thằng nhãi kim quang dao này không dám thuận miệng nói bừa mà, thế mà phong kiếm thật. Hắn nhìn xung quanh một lượt, đây là một gian nhà sạch sẽ giản đơn, bày biện giống với tĩnh thất của Lam Vong Cơ, nhưng không có cầm trác. Ngụy Vô Tiện hỏi, đây là đâu? Lam Vong Cơ nói, Vân Thâm bất chi xứ. Ngụy Vô Tiện ngẩn người nói, người mang ta về Vân Thâm bất chi xứ à? ngươi không sợ bị anh ngươi phát hiện sao nhà ai đây có người nói ta một người vòng từ sau tấm bình phong ra áo trắng băng buộc chán dáng hình cao gầy đích thị là lam hy thần lam vong cơ đứng lên nói đại ca lam hy thần rời mắt từ trên người hắn lên mặt ngụy vô tiện thở dài một tiếng nói vong cơ ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào mới được đây chẳng biết rốt cuộc hắn đứng về phía bên nào thấy lam hy thần tiến đến Ngụy Vô Tiện vốn nên cảnh giác, thế nhưng Lam Vong Cơ lại chắn trước người hắn, hắn thật sự là cảnh giác không nổi. Lam Vong Cơ nói: "Đại ca, đầu của Sích Phong Tôn đúng là ở trong mật thất của Kim Lân Đài." Lam Hi Thần nói: Người tận mắt nhìn thấy à?" Lam Vong Cơ nói: "Hắn tận mắt nhìn thấy." Lam Hi Thần nói: Người tin tưởng hắn?" Lam Vong Cơ nói: "Tin." Hắn không do dự chút nào mà trả lời, lồng ngực Ngụy Vô Tiện nóng bừng. Lam Hy Thần nói Như vậy Kim Quang Giao kia Lam Vong Cơ nói Không thể tin Lam Hy Thần nở nụ cười nói Vong Cơ Làm thế nào mà ngươi lại quyết định được Một người rốt cuộc có tin được hay không Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện Nói Người tin tưởng Ngụy Công Tử Nhưng ta tin tưởng Kim Quang Giao Đầu đại ca trong Kim Lân Đài Việc này chúng ta đều không thấy tận mắt Đều là dựa vào hiểu biết của bản thân chúng ta về một người Tin vào lời giải thích của người kia Ngươi cho là mình biết rõ Ngụy Vô Tiện nên tin hắn, mà ta cũng cho là mình biết rõ Kim Quang Gia nên ta cũng tin hắn. Ngươi tin tưởng phán đoán của bản thân, thế chẳng lẽ ta thì không thể tin tưởng phán đoán của mình sao? Ngụy Vô Tiện sợ hai huynh đệ bọn họ vì chuyện này mà thành ra cãi vã, nói: "Lam tông chủ." Lam Hi Thần vuốt cằm nói: "Ngụy công tử, ngươi không cần lo lắng, trước khi sự tình được làm rõ, ta sẽ không thiên vị tin tưởng bất kỳ bên nào." cũng sẽ không để lộ hành tung của các ngươi không thì ta đã không giấu các ngươi trong hàn thất của ta rồi hắn chỉnh tè mà ngồi xuống trên chiếu nói thế mời kể một chút ở kim lân đài ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì nào thế là ngụy vô tiện bắt đầu từ việc hắn bám vào trên người giấy nói đến phong mật thư cổ quái đến tần tố tự sát một cách kỳ lạ đến cộng tình còn cả cái đầu bị phong ấn của nhiếp minh quyết cạn kẽ thuật lại toàn bộ quá trình thăm dò bí mật ở kim lân đài Nghe xong Lam Hy Thần nói Lá thư kia Ngụy Vô Tiện hiểu được trong cả câu chuyện Phong thư này rất cổ quái Nghe hoàn toàn giống như thuận miệng Bịa bừa ra một đạo cụ lấp liếm gượng ép Hơn nữa phong thư này còn bị đốt Như thế quả thật nghe nó giả giả sao đó Nếu có thể tìm lại đầu xích phong tôn Thì dễ xử lý rồi Nhưng giờ Kim Quang Giao nhất định đã đem giấu nó Ở nơi bí mật hơn Ngay từ đầu hắn đã nhìn Kim Quang Giao Từ góc nhìn của Nhếp Minh Quyết Thấy được dã tâm và tàn nhẫn của người này nhưng nếu như kim quang Giao vẫn luôn bày ra bề ngoài giả tạo trước mặt lam hy thần cớ gì hắn không tin tưởng huynh đệ kết nghĩa của mình mà lại đi tin một tên tinh phong huyết vũ tiếng xấu mười mươi huống chi nhìn bề ngoài việc nhép minh quyết tàu hỏa nhập ma đã có dấu hiệu báo trước từ lâu trước mặt mọi người phát cuồng bạo huyết mà chết có vẻ vô cùng hợp lý thấy lam hy thần chẳng ừ hừ gì cúi đầu suy tư ngụy vô tiện nói lam tông chủ Nguyên nhân trực tiếp cho cái chết của Sích Phong Tôn đúng là tàu hỏa nhập ma. Nhưng ngươi không cảm thấy thời điểm này quá trùng hợp sao? Nếu không có nguyên do, vì sao hắn không sớm không muộn lại bạo phát đúng vào kỳ hạn chót để lại cho Kim Quang Giao đó? Lam Hy Thần nói, ngươi cho rằng nguyên nhân là gì? Ngụy Vô Tiện nói, cá nhân ta cho rằng nguyên nhân này chính là thanh tâm huyền khúc hắn gãy. Lam Hy Thần nói, Ngụy Công Tử, ngươi cũng nên biết, thanh tâm huyền âm hắn chơi là ta dạy cho hắn. Ngụy Vô Tiện nói Như vậy xin Lam Tông Chủ nghe chút xem Từ khúc này có gì cổ quái không Cây sáo của hắn vẫn để đầu giường Ngụy Vô Tiện cầm lấy đưa lên cúi đầu nghĩ một chút liền thổi Từ khúc này trong 3 tháng cuối đời nhiếp minh quyết Kim Quang Giao hầu như mỗi đêm đều phải vì hắn gầy đàn Đúng theo giai điệu Ngụy Vô Tiện nhớ đến giành giọt Thổi xong một khúc Ngụy Vô Tiện nói Lam Tông Chủ từ khúc này có đúng là khúc ngươi dạy cho hắn không Lam Hy Thần nói Đúng vậy, khúc này tên là Tẩy Hoa, có hiệu quả thanh tâm định thần. Lam Vong Cơ không lên tiếng, việc này chứng tỏ Lam Hy Thần không nói dối. Ngụy Vô Tiện nói, Tẩy Hoa, huyền môn danh khúc ta cũng nghe qua không ít, sao không có ấn tượng với tên và giai điệu của nó. Lam Vong Cơ nói, khúc này ít gặp, lại khó tập. Ngụy Vô Tiện nói, là Kim Quang Giao chỉ tên muốn học bài này sao? Lam Hy Thần nói, đúng vậy, tẩy hoa tuy khó tập nhưng hiệu lực và tác dụng rất tốt. Ngụy Vô Tiện nói, có thật là khó tập như vậy không? Lam Hy Thần vuốt cằm nói, khó tập, mới rồi Ngụy Công Tử không phải cũng thổi sai một đoạn sao? Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện thầm giật mình nói, ta vừa thổi sai sao? Lam Vong Cơ nói, ở giữa có một đoạn, sai rồi. Ngụy Vô Tiện cười nói, không không, không phải là ta sai, mà là Kim Quang Giao sai. Trong lúc cộng tình hắn thật sự đúng là thổi như thế, ta có thể cáp đoan từ khúc này là ta một nốt cũng không sai mà thổi lại một lượt lam hy thần kinh ngạc nói vậy chính là hắn học sai không thể nào Ngụy vô tiện nói quả là không thể nào liễm phương tôn là người thông minh như vậy sao lại nhớ nhầm giai điệu chỉ e đa phần là cố ý ta thổi lại lần nữa lam tông chủ hàm quang quân hai vị cũng phải cẩn thận nghe cái đoạn thổi sai rồi đó quả thật hắn lại thổi lần nữa lại thổi đến đoạn thứ hai gần cuối Lam Phong Cơ nói Dừng Lam Hy Thần nói Chính là đoạn vừa rồi Ngụy Vô Tiện hạ sáo bên môi xuống Nói Thật sự là đoạn này Sao ta thấy đoạn này nghe không hề hài hòa Lam Hy Thần nói Quả thật là không hài hòa Nhưng mà nó hoàn toàn không phải một phần của tẩy hoa Bình thường nếu gãy sai Đoạn sai sẽ không hòa hợp hoàn chỉnh Với những phần khác của nguyên khúc như vậy Hầu như có thể khẳng định Đoạn giai điệu này chắc chắn là cố tình Bị mài rũa rồi ghép vào mà đoạn này chẳng phải của tẩy hoa, lại lẫn vào giai điệu không liên quan của tẩy hoa. Có nhiều khả năng là mấu chốt trong việc nhiếp minh quyết mất mạng. Nghĩ ngợi chốc lát, Lam Hy Thần nói, các ngươi đi theo ta. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện theo hắn dẫn đường ra khỏi hàn thất. Giờ hợi đã qua, trong vân thâm bất chi xứ phần lớn mọi người đã lên giường từ lâu. Vô cùng vắng vẻ, một đường chẳng có ai. Lam Hy Thần dẫn thẳng bọn họ đến tàng thư các. Vân thâm bất chi sứ từng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Tàng thư các đã không còn là tàng thư các năm ấy. Nhưng khi xây lại giống hệt kết cấu trước kia, ngay cả cái ngọc lan bên ngoài cũng được trồng ở một góc. Ba người và trong các, Nguy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ có thể tìm được nguồn gốc của đoạn giai điệu kia tại đây sao? Lam Hy Thần nói, tại đây không được. Hắn đi tới trước một dãy kệ sách, ngồi xuống vén một tấm chiếu lót sàn ở đó lên, lật ván gỗ phía dưới ra, nói, ở đây thì được Dưới tấm ván gỗ là một cửa ngầm Lam Vong Cơ nói Cấm thư thất Sau cửa ngầm là một cầu thang ngầm hơn 30 bậc Ba người theo thang ngầm lần lượt đi xuống Hiện ra trước mắt ngụy Vô Tiện là một tầng hầm rộng khô giáo Tiếng bước chân trên đất vang vọng trong phòng Thành những tiếng rội lại mênh mông Trong cấm thư sừng sững từng hàng từng hàng kệ sách Trên kệ thưa thớt xếp phân loại sách phổ bụi Vẻ như đã nhiều năm không có người lật dở Xong Lam Hy Thần dẫn bọn họ đến trước một dãy Nói Kệ này toàn bộ là ghi chép dị phổ Trong cấm thư có một án thư Trên án thư chỉ có một chụp đèn giấy Lam Vong Cơn lấy giấy bút đã nhiều năm Không ai đụng tới từ trên kệ xuống Ghi lại theo trí nhớ nhạc phổ Của ba đoạn giai điệu Ba người ngồi xung quanh án thư đó Chia nhau cùng làm Mỗi người phụ trách mấy chục quyển Từng quyển một, từng trang một Mà đối chiếu với chuyển soạn Nhạc phổ liệt kê trong cấm thư tìm kiếm phần tương thích với nó. Nhưng hai canh giờ trôi qua, ba người đều không tìm được nhạc phổ nào khớp với đoạn giai điệu, cũng tức là không tìm ra nguồn gốc của nó. Mũi vô tiện vừa nhanh như gió đọc lướt bản nhạc vừa thầm nghĩ. Lẽ nào ghi chép dị phổ trong cấm thư thất của Lam Gia, Tàng Thư Các cũng chưa từng thu lại từ khúc này? Không thể nào, nếu ngay cả Lam Gia cũng không sưu tầm, nơi khác càng không thể sưu tầm được. Nói chung chắc không phải thần khúc Kim Quang Giao tự mình sáng tác đi. Nói như vậy thì phiền phức rồi Cơ mà tuy rằng hắn thông minh Nhưng Trung Quy là nửa chừng xuất ra Chưa thông minh đến mức có thể tự nghĩ ra Quý Vô Tiện nhìn nhìn đám chữ nhỏ chi chít chẳng chỉ hồi lâu Có chút hoa mắt Còn lại mấy quyển trong tay Tính trước tiên cứ để qua một bên rồi xem sao Lam Vong Cơ đã xem xong chồng sách của hắn Lặng lẽ cầm mấy quyển sách Quý Vô Tiện để lại sang cúi đầu tiếp tục tìm kiếm Lam Hy Thần chậm rãi nâng mắt Nhìn thấy màn này như muốn nói mà lại thôi đang lúc ấy thì Lam Vong Cơ nói Quyền này Hắn đưa quyển sách cầm trong tay tới Nguyễn Vô Tiện lập tức sốc lại tinh thần Rất chăm chú Nhìn ngó hắn lật ra hai trang So với tàn phổ trong tay Nói hoàn toàn khác nhau mà Lam Vong Cơ đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn Chỉ cho hắn xem Nhìn đầu và cuối hai trang Đầu bọn họ túm tụm lại vào nhau Lam Vong Cơ thì ghé sát vào tay hắn bàn chuyện Nguyễn Vô Tiện run tay một cái Sách suýt thì rơi xuống vất vả lắm mới ổn định được tâm trạng buộc bản thân rời mắt khỏi ngón tay thon dài trắng nõn của lam vong cơ phân tích kỹ càng nói a đầu cuối hai trang quyển sách nhạc này thoạt nhìn thì có vẻ không có gì không ổn nhưng nếu là người quen thuộc âm luật để ý hơn chút là có thể nhìn ra trang này mở ra từ khúc trang trước và từ khúc trang sau đúng là không nối tiếp nhau quý vô tiện lấy sáo ra thổi một đoạn theo bản nhạc quả là hai đoạn giai điệu này tách rời nhau Nửa đoạn nhạc trang trước và nửa đoạn nhạc trang sau hoàn toàn không phải cùng một từ khúc. Giữa hai trang này hẳn là còn một trang, bị ai đó cẩn thận từng ly từng tí không để lại dấu vết xé đi. Người này xé rất cẩn thận, không để lại chút vụn giấy nào, khó mà bị người ta phát hiện được. Ngụy Vô Tiện lật sách, chỉ thấy trên bìa sách xanh đậm viết ba chữ tên sách. Ngụy Vô Tiện nói: "Loạn phách sao? Đây là sách gì? Giai điệu từ khúc trong sách dị quá." Lam Vong Cơ nói Một quyển bí khúc tập Đông Doanh Ngụy Vô Tiện nói Bí khúc của Đông Doanh bên kia Thảo nào giai điệu không nhiều như chúng ta bên này Lam Hy Thần ánh mắt phức tạp nói Loạn phách sao Tương truyền có một vị tu sĩ đi thuyền phiêu lưu ra nước ngoài Lưu lạc ở Đông Doanh mấy năm Sưu tập sắp một quyển tà khúc tập Từ khúc trong sách này nếu đi kèm với linh lực khi diễn tấu Có thể dùng hại người Hoặc ngày càng gầy ốm Hoặc tâm tình bực bội Hoặc huyết khí sao động hoặc năm gia quan mất nhạy người linh lực cao có thể lấy mạng người ta trong vòng 7 tiếng vang mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết đam mỹ tiên hiệp ma đạo tổ sư của tác giả mạc hương đồng khấu tại những tập tiếp theo trên kênh youtube kể chuyện đêm khuya